Chỉ với 1.950.000, anh chị em có ngay một chiếc Xiaomi Redmi 12C, hình thức còn 99%, rất là mới, rất là đẹp. Rất là đẹp anh chị em nhá, hai mắt camera. Đấy. Và hai mắt camera, camera chính lên 50 megapixel và có thể hỗ trợ bởi chất lượng bằng AI và tối ưu ở mọi khoảnh khắc luôn, chụp ảnh với mọi khoảnh khắc luôn, với chỉ với giá khoảng tầm 1.950.000 đây anh chị em ạ. Máy như mới và kèm theo là bộ phụ kiện xịn đây, bộ phụ kiện xịn trong này luôn, và có cả ốp đó, và ốp cả cường lực trong này, ốp trong này nhá, ốp vào trong này và bộ phụ kiện xịn ở đây ạ. Và đó thì mình sẽ nói qua anh chị em là cái tính năng của em này nhá. Với màn hình là 6,52 inch Full HD, HD cộng, có thể phù hợp với việc chơi game cũng như là tính năng đa phương tiện rất là hợp lý, vì RAM lên 4GB, đa nhiệm mượt mà, chuyển đổi các ứng dụng nhanh chóng và hỗ trợ tốt các tác vụ mà không sợ bị giật lag, anh chị em yên tâm giật lag. Và camera 50MP chụp hành trung bình có thể với chất lượng cao, với chỉ giá hơn 1.000.000 mà hỗ trợ bởi camera AI và chất lượng đến 50MP, cực nét luôn chị ạ. Đấy, máy cực nét luôn đấy, cho anh chị em thấy rõ ràng về từng chữ chưa? Đấy. Rõ ràng từng chữ chưa? Và pin 5000mAh, thời lượng sử dụng thoải mái với hơn 10 giờ xem video liên tục. Anh chị em yên tâm, với hơn 10 giờ xem video liên tục nhá, có thể chơi game cũng như là rất là nhiều tác vụ trên này luôn. Đó. Chơi game liên tục luôn, và máy này đã chạy sẵn sàng tiếng Việt, nó bản và phiên bản quốc tế luôn, chạy rất là mượt luôn, và được bảo hành chính hãng bên mình là 6 tháng anh chị em nhé, 6 tháng tại cửa hàng của Elephant Shop, rất là mượt mà luôn, đó, rất là mượt mà. Và chip Mediatek Helio G35, hiệu năng ổn định và xử lý tốt các cái tác vụ hàng ngày như Zalo, chat, để dùng để chăm sóc khách hàng rất là tiện anh chị em, và chơi game nhẹ nhàng, rất là mượt, đấy. Và bộ nhớ trong là 128GB, có thể lưu trữ lên 30.000 bức ảnh hoặc 100 giờ quay video HD được, quay video HD được. Đấy. Ảnh hình ảnh rõ nét và màu rất là trung thực. Anh chị em thấy màn hình nó rõ nét, màu hình trung thực đó. 128GB này. Đó. Và cái hệ điều hành là MIUI 12 và trải nghiệm người dùng thân thiện, nhiều tính năng thông minh và tối ưu hóa hệ thống là tùy chỉnh theo sở thích cá nhân, rất là mượt mà anh chị em ạ, rất là mượt mà luôn đó. Thì em này với giá 1.850.000 là sở hữu rất là tầm tiền, với cả việc mà anh chị em có thể dùng để chăm sóc khách hàng cũng như sử dụng nhiều tính năng khác. Đấy, sử dụng rất nhiều tính năng khác mà thiết kế là chất nhựa nên cầm xong sợ bị trơn trượt, không bị, mặc dù đã tặng kèm theo một cái ốp trong này rất là xịn sò anh chị em nhá, theo một cái ốp rất là xịn sò trong này luôn đó. Thì anh chị có thể sử dụng nó như một chiếc máy để dùng để chăm sóc khách hàng, hoặc là để cho để ấm máy thứ hai, hoặc tặng cho người già, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video này, và chúc anh chị em thành công, chúc anh chị em có những thiết bị để quay video cũng như là chăm sóc khách hàng tốt hơn. Cảm ơn anh chị em, và hãy đến với Elephant Shop hoặc Tuấn Công Nghệ nhé. Cảm ơn chị em.